Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh năm 2023, nội dung hướng nghiệp sẽ được quan tâm tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung dạy học theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các hình thức tư vấn hướng nghiệp được đa dạng hóa, linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các đơn vị trường học chủ động phối hợp tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến trường thực hiện hoạt động hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng, phối hợp tổ chức tham quan các công ty doanh nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh được tư vấn nghề nghiệp, học tập và trải nghiệm.